Chia sẻ cho cả nhà cách làm món bánh da lợn. Nhưng mà lần này mình sẽ không làm cái nhỏ nữa, mình sẽ làm cái to nha. Và thành phần thì cũng có thay đổi chút ít. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 400g bột năng, 1 lít nước lá dứa, 400g đường. Ở phần này là mình sử dụng cho phần da màu xanh nha. Còn ở bên này thì mình chuẩn bị là 800ml nước cốt dừa, 200g bột năng, 200g đậu xanh và 300g đường. Mình sử dụng một cái nừng to như vậy để mà mình hấp nha. Thì bây giờ mình cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên mình đi nấu cái phần đậu xanh này trước. Phần đậu xanh này mình đã ngâm được 2 tiếng rồi, nó cũng đã nở rồi. Trong thời gian mà mình nấu đậu xanh á, thì mình sẽ đi pha cái phần bột màu xanh này trước nha. Mình cho hết 400g bột năng vào trong thau. Mình đã cho hết cái phần bột năng vô rồi thì mình đổ hết cái phần đậu xà, nước lá dứa vào luôn nha. Mình khuấy từ từ cho cái phần bột này nó tan hết. Cho hết cái phần nước lá dứa vô rồi, mình cũng cho hết 400g đường vào đây luôn nha. Mình khuấy cho những cái nguyên liệu này nó hòa quyện vào nhau. Bột này rất là đơn giản nha cả nhà. Và để làm được cái món bánh da lợn này thì mình chỉ sử dụng bột năng thôi. Khi mình đã khuấy tan hết những cái nguyên liệu mình đã trộn vào đây rồi nè, thì mình để sang một bên và mình đi pha cái phần đậu xanh nha. Đây là cái phần đậu xanh mình đã nấu cho nó chín nhừ rồi nè. Thì mình sẽ đem đi, mình xay thiệt là nhuyễn. Đây là cái phần đậu xanh mình đã xay nhuyễn rồi nè cả nhà. Rất là mịn luôn. Mình đổ ra ngoài thau. Khi mà mình xay á, thì mình cho một ít nước cốt dừa vô thay vì mình cho nước lạnh nha. Mình đổ hết ra. Rồi mình cho hết cái phần nước cốt dừa còn lại vô. Và mình cho đường vào nữa. Cả nhà có thể nêm đường vừa theo ý mình nha. Tùy theo sở thích là mình có thích ăn ngọt hay là không. Rồi mình đổ hết 200g bột năng vào luôn. Mình quậy cho nó tan ra. Đây là cái phần đậu xanh mình đã hòa tan hết rồi nè cả nhà. Thì mình cũng đã được hai cái thau bột như vậy. Mình để cho bột nghỉ tầm 30 phút thì mình bắt lên bếp và mình hấp nha. Cái phần đậu xanh này rất là thơm và béo luôn nha cả nhà. Phần bột của mình đã nghỉ được 30 phút rồi nè cả nhà. Thì mình chuẩn bị một cái nừng. Mình đổ một ít dầu ăn vô. Và mình thoa đều để một lát nữa mình hấp không có bị dính nha. Nãy giờ thì mình cũng đã chuẩn bị một cái sửng để hấp rồi nè. Và nước đã sôi mình cho cái nừng vô. Mình sẽ cho cái phần lá dứa vô trước nha cả nhà. Đảo đều lên. Mình cho giáp cái nừng luôn. Rồi mình hấp một lớp mỏng như vậy trước nha. Lại mình hấp trong vòng 5 phút cho nó ráo mặt thì mình sẽ đổ cái phần đậu xanh vô. Đây là cái phần lá dứa mình hấp được 5 phút rồi nè cả nhà. Thì mình cho cái phần đậu xanh vô nha. Cái phần đậu xanh của mình nó sánh mịn ơi là mịn luôn. Cho nó ráo mặt thì mình đổ vô á, nó không có bị tách lớp nha. Rồi, mình đậy nắp lại. Mình hấp thêm tầm 5 phút nữa. Đây là cái phần đậu xanh mình đã cũng đã hấp được 5 phút rồi nè. Thì mình tiếp tục mình cho cái lớp màu xanh vô nha. Cả nhà cứ cho như vậy tới khi nào hết bột thì thôi. Nãy giờ thì mình cũng đã hấp tới lớp cuối cùng rồi nè cả nhà. Thì mình sẽ cho cái phần lá dứa lên trên nha. Nãy giờ mình cũng phải đổ được 6-7 lớp rồi đó. Cho đầy khuôn luôn. Rất là thơm luôn á cả nhà.
Còn lớp này nữa là mình đã xong cái phần bánh da lợn rồi đó. Mình để nắp lại. Nãy giờ mình hấp tổng cộng được 30 phút rồi nè cả nhà, để được một mẻ bánh nha. Bây giờ thì bánh của mình chín rồi, mình lấy bánh ra này cả nhà. Thì bánh rất là dẻ luôn nha, màu rất là đẹp. Thì mình sẽ để đây cho cái phần bánh này nó nguội á, mình lấy ra khỏi khuôn. Thơm ơi là thơm luôn. Đây là cái phần bánh da lợn của mình nè cả nhà. Nó đã nguội rồi, nó cũng ráo mặt rồi nè. Khi nào mà nó nguội á thì cái phần da ở bên ngoài nè, nó sẽ tự tróc ra nha. Mình dùng một cái muỗng như vậy để mình dốc ngược lên, mình khử ra. Đảo một vòng vậy đó. Rồi, mình chuẩn bị một cái mâm như vậy để mình úp ngược bánh xuống nha. Thì mình đã đổ cái phần bánh da lợn ra xong rồi nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy lớp không? Lấy ra cũng rất là đơn Giờ thì giản cái thôi phần nha. bánh của mình nó đã nguội rồi nè. Lúc nãy á, mình cắt thì nó còn hơi nóng á, nên là nó chưa được đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cắt lại miếng khác nha. Nó dẻ lại rồi á, mình cắt cái miếng bánh sẽ nhìn nó sẽ ngon hơn. Đây nè cả nhà, ba lớp đậu xanh, bốn lớp lá dứa nha, rất là ngon luôn, rất là ngon nè cả nhà. Đây là cái bánh lúc mà nó nguội á, còn đây là cái bên bánh mà lúc nãy sớm mình cắt gấp quá nhìn nó không có được đẹp nha. Còn đây là cái phần mình mới cắt nè, rất là đẹp luôn và nó không hề bị tách lớp nha, rất là ngon. Này, để mình cắt lại một miếng này và ăn thử cho cả nhà xem. Này cả nhà, nhìn rất là hấp dẫn nha. Này, bánh rất là dai ngon luôn cả nhà. Mình làm thì mình cũng đã rửa tay sạch sẽ rồi nha. Tại vì bánh này rất là dính á, nên là mình không có sử dụng bao tay được. Ừ, rất là ngon luôn. Cái phần bánh phần lá dứa nè, nó rất là dai, còn cái phần đậu xanh này á thì rất là béo và thơm nữa. Rất là ngon luôn. Cả nhà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé để theo dõi những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.